大家好，大家好，大家好，新年快乐啊，新年快乐！xin chào tất cả các bạn, thật là tuyệt vời khi ngày hôm nay Huy lại được gặp lại chúng ta trong ngày đầu tiên của xuân Canh Tý 2020. Và nhân dịp đầu xuân năm mới, Huy thay mặt mọi người HP có lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến tất cả các bạn, cũng như các bạn học sinh, gia đình của các bạn sang một năm mới thật nhiều may mắn và công việc luôn luôn thuận lợi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành với mọi người HP trong suốt thời gian qua. Trong năm 2019 chúng ta đã có rất là nhiều cái khóa học cũng như là nhiều hoạt động và nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với nhau. Như thế nào thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại và chúng ta sẽ cùng hướng tới một năm 2020 thật là thành công. Cũng như là ngoại ngữ HP vẫn hy vọng là được sự ủng hộ nhiệt tình cũng như là đồng hành của tất cả các bạn là trong xuân năm mới. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc của năm 2019. Hello, 大家好，我是阿玲，我今年26岁，我来自广宁省越南，我学广东话是青花，我学5日啦。那我就过一年，是人父母边啦，来澳门。
那你希望我们给你多少钱那个月？老板，现在我希望多少不太重要，最重要就我和老板给我一个机会留在上班，我会边做边学，好好工作，好好表现的。咁啊，都冇问题，边件都冇问题。你打算留喺澳门几多年？我打算过嚟澳门做嘢，五六年。你话你未结婚系咪？